À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey cùng với viện Nguyên Lão để phục hưng lại cái nền Cộng Hòa. Và nền Cộng Hòa của chúng ta đã được thiết lập. Và bây giờ thì nhiệm vụ của mình là thôi xử lý lốt giúp cái thằng đệ. Ở tập trước thì thằng đệ của mình nó tiến nhanh kinh khủng, mình cũng không nghĩ là nó lại tiến nhanh đến mức độ như vậy. Đây, nó đã kiểm soát được, đây này, cái thằng này này kiểm soát hết khu vực này rồi. Nó tiến quân rất nhanh, không hiểu nó tiến bằng cách gì nhưng mà nó tiến rất nhanh. Đấy, kiểm soát hết rồi, rất có chi phí. Nhưng mà tình hình là trị an của nó lại không được tốt lắm, sắp có nổi loạn. Nhưng mà mình sẽ dẹp giúp nó dẹp nổi loạn thôi, không sao cả. Chúng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bọn này gần như dẹo hết rồi. Quân ở đây, thằng này nó mua quân nữa, sang nó đánh King này. Sắp mua thêm quân à? Ừ. Mua thêm quân là nó đánh nhau tốt rồi mà. Đấy, đúng rồi. Đó, lượt trước thì chắc chả còn việc gì để làm nữa. Nhưng mà bây có vẻ là tình hình chính trị thì nó không vấn đề gì. Nhưng ngoại giao thì tập trước là bọn Anh này bắt đầu nội chiến này, nội chiến đảo Anh. Mình đang xem mình sẽ đứng về phe nào. Đứng về phe này để thằng này nó thân cả hai mới đau. Thằng này thì là đồng minh của thằng này. Thằng này thì bây giờ đang chiến tranh với mấy thằng này liền. Này thì khá là hay. Thôi được, cứ để kệ chúng nó xem tình hình nào đó. Trước mắt thì có lẽ mình sẽ qua lượt đã. Kinh tế của mình ổn, không phải nghĩ. Kiểm soát lốt cái đảo Anh nữa. Một lượt trôi qua mà không có bất kỳ một biến động gì à? Lần đầu tiên đấy. Chưa bao giờ mình thấy một lượt đi qua mà không thấy có biến động gì bao giờ như này. Thật là tuyệt vời. Tarsia. Bảy nghìn cơ. Hết tiền. Giờ nâng cấp để cho vui chứ còn bây giờ tiền của mình có thiếu đâu. Rồi, cái cho thanh niên này đứng đây. Thế giới này đa cực. Cử lực lượng điệp viên lên trên này trước á. Mình cũng có khá nhiều, tuyển được khá nhiều mà. Champion. Đây. Lại phải giúp thằng chi hầu mình giải quyết mấy thằng quân nổi dậy này. Uầy, quân đoàn rank của nó cao thế. Quân đoàn rank cao này. Ôi ôi, đam 133. Vãi nhỉ, đây là còn chưa vào đội hình đâu nhá. Búp của cái ngọn roi lên nữa thì nó 100 bao nhiêu. Giáp 125. Đây mới có quân đoàn cấp 4 đấy. Cái này nữa sao nào. Kinh nhỉ. Cái này mạnh vãi trưởng. Tinh thần chiến đấu 134 nó là. Sao quân đoàn này mạnh thế nhỉ. Này thì thằng nào dám đánh nhau với nó chứ.
thằng Đức lúc nãy ở đây nó đi đâu rồi? Cái thằng Đức nãy ở đây nó đi đâu rồi? Make haste, men. Finding shelter. Ready for orders. Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and ha ripe. Không chịu à? Không chịu liên minh phòng thủ của mình. Thế như này mất nhà à? Con này à? À, nó đây. We hunger for battle. March. Gathering supplies. Chạy tào lao quê nhỉ. Hạm đội của mình đâu nhỉ? Đây rồi. It is an honor to serve. Put your backs into it, you men. Admiral. Ready for orders. For honor and glory. Yes. Có tất cả bốn cảng ở trên này. All hands to the oars. Thanh niên này chắc là không sống được lâu đâu. Rồi xong. Kiểu gì thằng đệ mình nó chẳng sang đây đâu, khử lốt. I will speak the hardest word for a warrior. Peace. It is an honorable offer. May. Không chịu làm chơi hầu của anh thì e là không có cơ, không có cửa để sống đâu. Không có cửa để sống đâu. Chúng nó hết đất, hết thành rồi đâu. Thằng đệ mình rồi, đưa quân lên đây đi. Khử nó cho anh. Quân đoàn của thằng ấy ở đây đâu rồi nhỉ? Nó rút về đây rồi à? À, chơi đánh không được thì rút à? Thông minh. Yểm trợ cho thằng này chiếm vùng này. Đi vào vùng đất xấu phát lại mất quân rồi. Nó rút về đây à? Hết rồi, khu vực Trung Đông nói chung đến đây là xong à? Chả còn gì nữa, Trung Đông xong à? In my lord's name, be welcome, and may the blessings of the gods bring you the profit of the day. Không chịu à? Ai gọi đồng minh được? Điểm trừ hơi nhiều.
Well met, friend. Sit, and let your words move me to anger or agreement, as you wish of them. I can sense that the gods smile on our agreement. This is an honor of... Thằng đệ cuối cùng còn ngang bướng. Trời ơi. Thời tiết xấu. Mà ông đệ này của mình không hồi quân. March. Your next command. À may quá. Tốt rồi. Cái thời tiết ở nước Đức này khó chịu thật. Your command. Get the fortifications ready. Ready for get the stakes up. Thời tiết ở nước Đức khó chịu thật. Fleet reporting. Moving out. Đang tính xem đã nên đưa hải quân sang chưa, à, lục quân sang chưa. Đưa sang thì bảy mốt tám mươi tăng thế quặt. À cái vùng này thì phải để cho công trình này, phải để cho vùng Latin. Vùng Latin này. Hơ, vùng này không có à? Cho vùng này. Lên cái này xong rồi lên đền Patheron. Đấu trường Colosseum. Ui, bây giờ mà nâng cấp hết cái chỗ này thì đến bao giờ? Bao nhiêu tiền cho đủ? Chả cần phải nâng cấp. Cuộc chiến sang đảo Anh. Đây rồi. Thằng Ai Cập với cái thằng Iberia suốt ngày vẫn đánh nhau nhỉ? Chưa thấy dấu hiệu là có vẻ rút lui. Ui, đánh nhau trời bão tuyết như này là tuyệt lắm này. Qua đi. Cộng 40% faction hồi máu cho các đơn vị lính đánh thuê. Không cần. Bọn này bị mất quân à? Ôi dồi ôi. Heroic Loop. Bộ binh đời cuối của mấy anh nước người Anh. Gớm phết đấy chứ. Bộ binh của mình là à hải thủy quân đồng chiến của mình khả năng là không ăn được bọn này đâu. Phong tỏa các cảng.
We hunger for battle. To the ships. Boarding. Có lẽ cử hai quân đoàn sang đấy là đủ. Lying in wait. We hunger for death and honor. Nó rút sâu nhỉ, chui vào tận đây cả. Mày chạy đi đâu bây giờ? Mày chạy đâu? Chị An của thằng này thấp quá. Được thằng này nó đánh thằng đấy thì ngon, nhưng mà hai thằng này nó thân nhau lắm, rất thân nhau. Còn mấy ông vợ mình, mấy ông đệ mình chỗ này làm ăn mãi chứ xong này. Nó hết quân rồi. Di chuyển lại mất quân này. Một người một ngựa dám đứng đây để làm loạn. Xong. Còn thằng không thích thằng nào lên trên kia, bắt nốt thằng kia làm gì. Đây. Thay nhà nó để không này. Mình không bắt nó làm đệ được, bởi vì nó vẫn đang là chư hầu của thằng Patria dưới này. Còn một xíu ở cái vùng nước Đức này mà. À thôi, thử để nghĩ xem. Nếu nó chịu làm chư hầu của mình thì mình tha cho nó. Are you brave or foolish? À dạ. Nó không chịu đâu. Thằng này là tự độc lập à? Tự độc lập. Chạy ra cái eo biển kìa. Nó hết đường chạy rồi. Bác Chia hết đường đi rồi. Bác Chia. Ai à? À được. Có chi phí, được, để anh tham gia cùng tí cho vui. Ôi, lại đánh nhau trong rừng à? Mình rất thích những trận đánh liên minh. Đẹp đấy chứ. Mình mấy mấy đệ của mình nhìn chán thế. Ôi, quang cảnh đẹp vãi.
We have discovered the enemy's hidden units. Ủa, à đây địch nó ở đây. Đến sớm thế em. We have discovered the enemy's hidden units. Rear guard. Ủa đội này là đội sao nào? Ui dồi ôi, giáp 148, phòng thủ cận chiến 114, tấn công cận chiến 130 à? Ready and waiting. Ôi ôi. Giáp 148 á? Chém vào nó thì bao giờ mới xuất được. Vãi. Ôi ồ. Quân đoàn này đây chưa phải là mạnh nhất đúng không? Đây mới là quân đoàn cấp 6 hay cấp 7 nó cấp 6. Nếu mà quân đoàn lên quân đoàn cấp 10 thì không biết nó mạnh hơn nào. Ra nó phải tầm 160 à? Hơn đấy. Bởi vì là mình chưa cộng vào cái skill tăng giáp cho các quân binh của mình. Mình thấy nó không cần thiết nữa vì nó quá mạnh. Ngay cả mấy con ngựa này. The enemy is attacking our ally. Tấn công ngay. Tấn công địch ngay. Đúng rồi, ăn đấy. Lã. Our hidden units have been discovered. Our hidden units have been discovered. Have been discovered. Đội cận vệ đang tới rồi, chúng mày. Our hidden units have been discovered. Gì? Mấy thằng này xông pha vào đây á? À? À, nó là Soul Master đấy, không phải giọng vừa đâu. Soul Master. Our hidden units have been discovered. Cho mấy anh xe bắn đá này dừng tay, không cảm nguy hiểm. Chết con mình. The battle is turning in our favor. Chán rồi. Như này. Formation, move, commander. Formation, move. Ôi, ông đồng minh của mình dẹo hết rồi à? Đánh đi. Our hidden units have been discovered. Charge. Nó chạy ra đây à? Đứng đây. Úi dù. Sợ gì đội cận vệ này, không phải sợ thằng nào.
quánh hết. Ok, chúng nó đâu hết rồi? Our general is under attack. Melee infantry at your command. End the party. Into formation. Búp lên. Ông đệ mình quân đâu hết rồi? At your service. To charge. Búp cho đồng minh được máu gì. Nook Rider. Bọn này rồi đòi đánh nhau đội cận vệ. Sure. Úi giời. Mày ra đằng sau. Đánh nhau làm sao được với đội cận vệ. Ok, đội cung thủ mình. Bọn nào đây? Nook Rider. Đúng rồi, Watchstorm đến kỳ quanh. Đâu. Búp tinh thần chiến đấu của binh sĩ lên ầm ầm. Quá mạnh. Thử xem nào. 137 đam. Quan được. Quân địch không thể ăn được. 137 đam. Đam quá cao. Đam của mình cao quá. Đam 137 thì đội bạn làm sao ăn được. Ai à, ai à. Khử luôn tại chỗ à. Quân đoàn này quá mạnh. Nghiên cứu công nghệ thì giờ mình có còn cái gì nữa đâu mà nghiên cứu. My skills are yours. Well, hello boys. No further orders. At your command. Your next command. Thế thôi, hai quân đoàn sang đấy là ổn rồi. Đây à? Không có thanh niên nào khác à? I look forward to your wisdom, but I trust you will not object to a cup of wine first. Yes. Bye. Ready for orders. Quân nó yếu quá nhỉ. Mà có một trận đánh trên biển khá hay. Trận này mình sẽ cho quân của mình áp sát chứ không nhảy sang thuyền nó đánh nhau chứ không hút thì mình chen ra nó. Quân của thuyền của mình quá mạnh. Hút thì chúng nó sập luôn. Thuyền của mình giáp vàng rồi thì chúng nó làm sao mà hút được.
muốn đánh các cái kiểu của nó phải độc đáo một chút xíu. À, thì sợ chúng nó không chịu chứ. Thì sợ chúng nó không chịu vào, nó lại bơi vào bờ hết, nó không chịu, nó không chịu đánh nhau. Ấy, chúng nó ở kia hết rồi. Chúng nó đổ bộ hết rồi, nhìn kiểu kia là biết chúng nó đổ bộ rồi. Nắng đẹp như thế này. Artillery ships reporting. Orders. Orders understood. Ở đây có cổng, cổng vào đây. Cửa đẹp như này mới. All men ashore. To the shore. Understood. Trận chiến đầu tiên lên đảo. À đây, vùng này là Bắc Ireland, chưa phải là nước Anh. Chạy rồi, La Mã ở cổng rồi. Trời ơi. Nhá, cái thuyền bắt đầu rút ra hết à? 1, 2, 3, 4. Đánh nhau được với anh khổ thế. Pháo hạng nó vẫn lã ầm ầm thế này thì chúng mày sống làm sao được. Bắn xa phết nhỉ, pháo hạng mình. Bắn ra cho anh. Bọn cận chiến này cần gì. Ô kìa, mấy thằng pháo hạng bắn tào lao chết con mình đấy. Thế dạ, ném à. Bắn vào đây cho anh. Bắn tên dữ quá. Jupiter gives us strength. Ôi rồi thanh niên này.
Bọn này gớm nhỉ. Lại ra cổng này à? Cổng kia thì không, cái thằng mình cho bọn này dẹp hàng. Bọn này đông thế nhở? Quay nó lại. Khôn phết, di chuyển khôn phết. Xuống đây. Your orders? And fight Commander. Speed! Back! Back now! Evocati! Evocati, go home! Two arms! Melee infantry at your command! Evocati, go! Yes, Commander! Proud Romans all! Evocati! Evocati! Yours to command! Leo! Quái mà. Our general is under attack. Ừ, một tấn công. Có mấy cái thằng quân vớ vẩn này nó lắm dọa anh. Úi giời. Hết rồi à? Ai già. Hơ. Thành rộng, thành đẹp, thời tiết quá đẹp. Thế thôi à? Mình không có định chiếm cái vùng này, mình sẽ bắt cái vùng này để cần một chiếc hầu. Lấy cớ để tiến lên đảo Anh. Hạm đội cấp 4. Nó sẽ tăng được những cái gì nữa? Phòng thủ à? Cái gì đây? Morale khi chiến đấu. Cái này chỉ có tác dụng khi đánh nhau trên biển thôi. Cái này cũng vậy. Khi nhảy sang thuyền của đối phương. Cái này thì nó sẽ tăng tất cả mọi thứ này. Chẳng biết dùng vào cái gì nữa. Tăng đam, tốc độ bắn. Cho cái hạm này về đây hồi quân phát. I'm sure you have many pleasanter trade. Do you think us children flattered and distracted by your pretty beads? Pa! It is an honor to serve Rome. Put your backs into it. We hunger for faster, damn you all! What do you wish of me? Leaving the ship. Ai già bây giờ thì xe của mình nhiều vãi thế này.
Ui, 33.000 rồi. Hết money. Ơ thế chỗ này mấy thằng đệ của mình vẫn chưa làm được cái gì để chỗ này à? Ồ. Móc quân ra mà pem nó đi chứ. Con này này. Lãnh thổ rộng nhất này. I will be a patient audience for your speech. Thằng này nó đang chiến tranh Pachia. Ready for battle. Tấn công thôi, anh yểm trợ cho. You have further orders. You there. Get to work. Thanh niên này hết đường chạy rồi. Commander. Ready for orders. Hết đường chạy à? Hết đường chạy. Ấy rồi ôi, lại còn có cả đồng minh vào tiếp viện thế này nữa thì xong rồi. Quên không xem thằng đồng minh nó có quân gì. Chắc là nó toàn xạ kỵ thôi mà, bởi vì thằng Armenia này nó cũng thuộc Trung Đông. Úi dồi. À, ông đệ mình ông vào ngay sau lưng. Trận này chắc mình đứng cắm cảnh đấy. Cho xem ông đệ mình ông đánh đấm kiểu gì đấy. Awaiting orders. Eagle cohort. Eagle cohort. Grouped and ready. Burn them. Grouped and ready waiting. Eagle cohort. Lên nào. Now our enemies stand on their walls and think themselves safe. Sao toàn cận chiến này, không thấy có mấy đội xã kỵ đâu. Dạ. Asterman. Chết đấy. Đây rồi, xã kỵ đây rồi. Horse Archer đây rồi. Ý, ái ôi, xã kỵ có khác chạy nhanh thế. Lên từ từ thôi, không lại chết sớm đấy bạn. Kinh quá, tràn qua đội hình của mình. Úi dà. Ơ, xông lên để đấu kỵ nó à? Đấu kỵ binh nó à? Khổ báo. Ủa ôi, xong tận lên đây để đấu với kỵ binh của nó. The enemy is attacking our ally. Bố của liều. Không kìa. Bắt đầu trận này mình đứng ra đây mình quẩy. Mấy ông đệ ơi, rút về đây. Khổ lắm cơ. Archers.
Rồi mấy ông đệ em rút về rồi, tốt. Persian Cavalry khổ lắm cơ, cứ bị sông pha. À nhưng mà nó vừa chạy nó vừa bắn tên được mà. Chà, ôi lục quân và đệ mình lên rồi. Giờ cứ để cho chúng nó đánh nhau tí. Ôi chiến trường tuyệt thế. Bắn đây yểm trợ cho được. Ôi ôi bắn kiểu này chết cơ khớ cũng kỵ binh của mình nhỉ. Kỵ binh của đồng minh nhỉ. Rồi. Tiến lên nào. Anh em đang đánh cho mình đứng ở đây này. Vòng đằng sau nó bắn này thì sớm pháo được. Tan hết rồi. One of our units has used all its ammunition. Ôi mấy ông đệ mình chạy nhô. Ai à. Vui phết nhỉ. Nuôi được mấy thằng đệ kể có lúc như này để xem cũng vui. Ai à. Chung là được thành rồi kìa. Được. Rồi, hay quá. Chả chết thằng nào. Giết được 1000 thằng mà không chết thằng nào. Xong. Xong chiến trường. Xong con ong. Bây giờ cái đảo Anh này mới là khó này. Mình sẽ phải đánh nhau với thằng nào đây? Đánh thằng này. Bắt nó làm chư hầu để lấy một chỗ để leo sang. Giáp quá cao. On the move, Commander. Roar!
Laying an ambush, sir. At your command. Laying siege to the settlement. Thằng đệ này không chịu di chuyển à? Còn thằng Đức này. Bắt sơ làm chư hầu cho nó. Được rồi, để xem đã. Pachia thì sắp dẹo rồi. Pachia thì sắp dẹo rồi. Khu vực Trung Đông đến ngày tàn lụi. Kể ra thì đánh đến đảo Anh thì bây giờ nó có hai cái thành. À rồi, hai cuối cùng thì hai cái thằng đệ của mình quyết định bỏ con gái trưởng thành rồi. Con gái lại đến tuổi lấy chồng rồi. Civil War 7% cơ. Mấy thằng này nó lại thích làm loạn này. Cái nào ảnh hưởng nhất nhỉ? Patrick. Đây à? Cho đi ngoại giao với mấy cái thằng này. Mấy thanh niên mặt đỏ này. Con này nữa. Tưởng gì chứ cái vấn đề đấy thì đơn giản. Biết gì. Hiểu thế này cơ mà, lo gì. Thằng này nó chưa hầu của mình, kệ nó đó. Thế thôi. Xem nào. 21 điểm. Tưởng mày thế nào. Nào con lao con nguy cơ đảo chính nữa không. 0% ngay. Mình lên cái này 50%. Kiểm soát được một nửa rồi. Ổn. Ai già ơi, nó đốt phá mình ác quá nhỉ. Ôi ôi, đi cái lối đấy bị chết quân áp thế cả. Đây ạ. Hồi tí quân ạ. Bọn này nó cắn mình mất nhiều quân quá. Ô, thằng này chiếm lại được cái thành này của thằng đệ mình à? Attack for Rome! Disengage! Mình không thích chiếm quân đông. Đứng đây. Make haste, men. Không cho nó chạy. You have further orders? Nó chỉ có mỗi con đường này để đi xa đất của thằng đệ này thôi. Mấy ông này không chịu mua quân. Bắt anh phải giữ ở đây à? Các quân đoàn này triển khai lên phương Bắc.
finding shelter. Hai thằng này quyết định bỏ chiến tranh với nhau rồi. Thằng này, yeah, thằng này. Bây giờ thuyết phục được thằng này. Speak quickly and well. Speak ill or slowly and. Rồi. Cuối cùng thì hai thằng này lại thân nhau rồi. Come, come, let me hear you. You think to turn our heads with your unholy trinkets? Chưa chịu. Your orders. À, đến đây được rồi, hồi quân thoải mái rồi. Trời ơi. Bây giờ xây thêm nhà lên nó chỉ Natrium. Đây rồi. Đấu trường Colosseum. Mình sẽ khi mà tuyên chiến với thằng Anh, mình sẽ phong tỏa luôn cái cảng kia còn lại của nó để cho nó không thể cho quân đi theo đường biển được nữa. Pacha dẹo rồi. Thằng Pacha này sống dai ghê nhỉ. Giờ vẫn chưa dẹo. Biểu tượng trăng lưỡi liềm. Nhưng mà lúc đấy đã có đạo hồi đâu nhỉ? Giờ hơi rồi. Thằng này lại bỏ chiến tranh với thằng này mới đâu. You have the ear of my people. Do not waste words. We are worthy of better. You think to turn our heads with your unholy trinkets? Save them for the little boys you favor. Your orders. Sorry. Steady as we go. Ready. Steady as we go. Yes. How can I be of assistance? Your orders. Đây. Cho hạm đội này phong tỏa cảng này lại. Thế thôi, nó có 3 cái cảng thôi. Gods of the afterlife, spare. Greetings. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. A sure thrust strikes home, after all. 4,000 vẫn chưa được. Mày chảy quá đấy. Ready for battle. We hunger. Còn này, thương. Đứng vùng đất băng giá này không chịu được nhiệt. Your next command.
At your command. Thì thật. Thành nó đây mà không chịu ra đánh đây. Nó không đệ mình chán thế. Mấy cái thành củi mà mãi không giải quyết được. Fleet reporting. Khu vực chỗ này thì thế nào rồi? Ok. Để nó phản công, nó tái chiếm lại hết thế này à? Vây nó lại. Không, nó chạy lung tung. Bye. Waiting for more orders. There you are. On the move. Your next command. We hunger for battle. Thế này còn không đánh được nữa thì anh thua. Ready for further orders. Ăn đây. Chiến đến đảo Anh nó mới là căng thẳng nhất. Cái vùng này sẽ băng tuyết rác thế nhỉ? Vùng này đúng ra phải yên bình nhỉ? Lại băng tuyết kinh. Cái vùng này là biển Caspi. Thôi lại một tướng nữa của mình chết rồi. Chắc lại bị ám sát. Ra thì không nên cho tướng của phe mình chỉ để huy. Nhưng mà toàn thấy nhạt Pompey. Bọn này tận đến 5.000 mấy. Có thể xong được nhỉ? Thay được là quái nào? Bây giờ chỉ toàn tuyển được quân tướng nhà Pompey thôi à? Vãi nhờ. Toàn quân nhà Pompey này. Astur.
cho đi ngoại giao. Ôi, 7.000. Vãi thế. Ready for orders. You may as well get comfy, man. We hung up. Thằng này chiếm rồi à? Ăn nốt thằng này sao nào? Bọn nó hết quân rồi. Đông thế. Một lượt nữa là nó buộc phải đánh mình à? Cái gì nhả ra phát đã. Không, nó lại đánh mình ấy. Nó đánh là mình lại phải buộc chiếm thành này. Sao mãi như thế mà không quan thua nhỉ? Mấy quân đoàn ở Trung Đông. Đây rồi. Mưa. Thằng nào? Thằng này đánh á? Cho mày chết luôn. Đấy, đợi anh còn giúp. Còn nó chả có quân gì. Đánh anh mới giúp. Thằng này bắt quân sang đây để kiếm chắc. Ngon rồi. Thế là thằng Archia đã bị tiêu diệt rồi. Tướng lên cấp 2. Lại một thanh niên đã trưởng thành. Ồ. For honor and glory. Your orders. Going ashore. Finding shelter. Your orders. Ready for orders. Ready. Khổ thân mấy thanh niên này sắp chuẩn bị ăn đòn này. It is an honor. No sleep. Quá sống cả của nó lại. Thằng nào dám tấn công quân đoàn của Emperor. Bây giờ thì không còn là Emperor nữa, chỉ là Director. Chúng ta không còn là Emperor nữa rồi. Chuyển sang nền Cộng Hòa, chúng ta không còn là Emperor. Ở đây lại đánh nhau dưới này.
Nhiều công trình ghê nhỉ. Này nâng cấp đến bao giờ cho hết được. Việt Nam này đã xử lý xong, nhưng mà bọn Pacha nó còn quân tàn quân ở đâu ấy? Đây à? Còn đội tàn quân này, tàn quân này à? Lượt nữa nó sẽ đánh ra, phải nhả đã. Bạn về tiếp. Phải cho mấy hàng đệ này tập trung ở đây đánh, chạy tào lao quá. Đấy, hôm nay thì thôi. Thằng này rất thân với thằng này. Thằng này thì lại mặt đỏ với thằng này. Quái quỷ, trừ 200 điểm như kia. Ai... sắp lại có chiến tranh đây à? I have little gain in wasting the day. Ngoại giao được tăng 20 điểm kìa. Ngoại giao tăng 20 điểm nó rồi kìa. Mấy ông đệ của mình nhanh nhanh lên một chút chứ nhỉ. Làm ăn gì mà sợ chịt thế. Còn mỗi cái Trung Đông mà mãi cũng chịu đánh. Mà bây giờ mà mình xử lý xong hết cái khu vực Trung Đông thì không biết cái bọn đệ tử của mình nó sẽ có việc gì để làm đây. Và không khéo cho nó quay ra cho nó pem lẫn nhau thì mình lại mệt. Tướng của phe mình định mua chuộc tướng của phe mình. Chiến tranh với cả một liên minh khủng khiếp thế thì nó đánh kiểu gì?
Ready for battle! Cảnh sát đi em. Xong. À, vẫn còn quân đâu ấy. Destination reached. Không tới đâu. Đây rồi, đám đệ của mình nó lên đây hết rồi. For death and honor. Regroup and fall back. Vậy tiếp. We are besieging the settlement. Chết dần chết mòn quân. Bây giờ mới vác quân lên. Chán đời thanh niên này. Đây rồi, làm trận đánh chỗ này phát nữa là êm. Cộng 3 thực. Yes. Ready for battle. Your orders. Yes. Thằng anh đã bỏ à? Bỏ đồng minh mình à? Ôi ôi, quân của nó rank vàng đấy. Rất nhiều kỵ binh. Set up a blockade. Fleet reporting. Returning to land. I'm afraid we cannot. We quay take lại. This settlement for Rome. At your victory for Rome. Victory for Rome. Victory for Rome. Cho thằng này đánh một mình chưa đã. Kill the cowards. Không để điều khiển đại đội. Đánh đơn thôi. Bắt thanh niên này làm chư hầu hết. Đội này nó lắm kỵ binh thế. Đảo Anh có vẻ nhìn đẹp ghê nhỉ. Đất đai đẹp ghê. Mà sẽ quái là sẽ có cái quả đồi ngay giữa trước mặt này. Melee infantry at your command. Battle group, commander. Chuyện này mình đâu có cho quân tiếp viện đâu, quân tiếp viện không vào được. Grouped and ready. Orders. Grouped and awaiting orders. Battle group awaiting orders. À, nhiều anh em hỏi tại sao mình cứ bắn cái đạn lửa, để chẳng qua quan sát nó dễ thôi. Chứ còn thực ra cái đạn lửa nó cũng không còn khô lắm. Đạn lửa để quan sát là chủ yếu. Trận này mình không cho quân tiếp viện vào. Ui, đội này tuy không mạnh. Điều này đây nhiều thế. Praetorian Guard. Your orders. Quickly now. Đây rồi, địch đây rồi. Romans ready for duty. Có khá nhiều kỵ binh đấy. Riders, advance. Speed.
Có khá nhiều kỵ binh đấy. Chết cơ số luôn. Sao chạy vào? Tầm xa của nó thì không sợ lắm. Our general is under attack. Be ready. Praetorian guard. Rồi. Praetorian cavalry. Tốc vào. Ôi à. Sợ mấy con ngựa này bình thường thôi. Ư khổ quá đá mình. Lại vào đây đi. Lá pháp đấy, ăn luôn. Thôi rồi, vào đây. Đội kỵ binh của mình làm việc. Sao rồi? Mấy con ngựa nó chỉ thế thôi à? Tính em ơi. Ôi ôi. Chết ngựa mình mất. Gì? Spearman nó vào tận đây kìa. The battle is turning in our favor. Chạy giỏi lắm nhỉ. Chạy giỏi chết nhỉ. À, lại tản ra. Giỏi chạy lớn nhỉ. Giỏi đánh nhau nữa đi. Rồi. Đây. One of our units has used all its ammunition. Kinh nhỉ. Nó cũng gớm phết đấy chứ.
dọa dẫm được mình đấy chứ. Lính đời cuối của nó. Tướng có mới Rome mà không phải là lính đời cuối đâu. Xong anh nhiên nữa chưa, còn cái trận đánh công thành. Chắc này nó vẫn tiếp viện được à? Ra đây. Thế cho nó công bằng. It is an honor to serve Rome. Forming a blockade. Đánh đông quá, chết. Đấy. Hải quân đánh trước. Hay cho bộ binh đánh trước nhỉ? Nó có cả chó này. Kinh. Trời mưa à? Sao lại mưa? Quân vào từ đây. Ây da. Đi luôn vào từ đây cho nó tiện. Mà bọn này thì tầm xa của nó đâu có nguy hiểm như bọn phương Đông đâu nhỉ. Mà cái lập Testudo tiến vào cho nó lành. Bộ binh của nó khá chất. Battle group ready and awaiting orders. Burn them. Evocati. Cho luôn lên sát đây luôn để tiến cho nó gần. Rồi. Praetorian guard. A quick march. Our reinforcements have arrived. Mấy cuộc chiến ở ngoài biển bắt đầu. Rồi. Artillery ships reporting. Ready and awaiting orders. Artillery at your command. Route and awaiting orders. Assault ships reporting. Assault ships ready for attack. Route and awaiting orders. Give way. Ships waiting. Battle group ready. Ui. Chết cơ số nhiều pháo.
Our hidden units have been discovered. Prepare to attack! Form, Testudo! Advance at speed. Double time. Orders. Advance at speed. Bắt đầu bắn tên của mình rồi. Our hidden units have been discovered. Đi. Tấn công ở cái cổng hẹp như này tuyệt thật. Nó sẽ không dám chạy ra đây mà nó sẽ chạy vòng ra đây. Đúng rồi. Chắc này no pháo mà chết. Okay. Ready for orders. Praetorian Guard. Our hidden units have been discovered. Đội công thủ mình nào máu chiến thế. Chó chiến à? Chó thì có vấn đề gì? Còn sai của nó thì xong hết rồi. Mà không ăn được rồi. Bọn này ăn được sao được bộ cận vệ. Nói hot rider á. Cái chó này, cái chó. One of our units has used all its ammunition. Có hạn đâu. Bên bọn thủy quân lục chiến này. Bắn tên sao mà bắn được. Tiến vào. Đây à? Bọn này bắn à? Hết đạn à? Tiến đâu nó lùi đấy à? Quân của nó ranh và bạc cơ mà. Gớm phết đấy chứ đùa đâu. Gì đây? Xông vào đây để tự sát à? Ồ. One of our units has used all its ammunition. Sons of Mars. Our
ready! Brave Romans to a man! Melee infantry! At speed! Orders! Double time! Evocati! Cut them down! Jupiter gives us strength! At the double! We await your command! Our hidden units have been discovered! Lùi lại đi! Hai thằng phiếu thì ra ngoài này. Missiles ready and waiting. Ôi dồi. Artillery at your command. Bọn mình vẫn lá bầm này. Ok ok. Bọn này điên thật này. Archers. Ready and waiting. Móc lốp mấy thằng cung tên của mình cơ. Điều thật. À rồi, xong vào ăn rồi đấy. À nó không dám đánh nhau lúc đấy, nó vào đây nó đánh nhau với Evocati có họ. Dù pháo hạng nó lã vào cho mấy thằng tên. À, từ đứng đây em ơi. Và làm gì? Đúng rồi, được cận vệ mạnh quá, đánh nó làm sao mà đánh. One of our units has used all its ammunition. Cận vệ mạnh quá nó không dám đánh, nó đánh nhau với Evocati. Đội cận vệ nó mạnh quá. Nó nhìn thấy nó bỏ chạy, nó không dám đánh. Một thanh niên nữa, chúng ta có vị chỗ đứng ở trên đảo Anh rồi. Chúng ta có chỗ đứng ở trên đảo Anh rồi. Your orders? Commander, it is returning to land. Harder, men, harder! Không trèo được lên à? Your orders? Ra đây để hồi phát á. The sea beckons. Rồi, ok. Lại một thanh niên. Speak quickly and well. Speak. Your coins have your ag. Pacha. Úi giời. Vùng này vẫn còn chưa nâng cấp gì. Hết tiền. Ôi trời, tiền bây giờ nhiều quá. Dừng có hết đâu. 40,000 một lượt kìa. Victory for Rome. Fall back. Nhả phát ra lại vây tiếp. Nó mất 2 lượt. Quân nó sẽ chết dần. Dưới này hết chưa? Chắc cờ với cho thanh niên này gác đây. Ready for battle. March. Để qua cái lượt này xong xem thế nào. Hay là bọn Đức ở đây đông quân thế?
Patria này còn mỗi cái thuyền ngoài biển nhưng mà có vẻ cũng gớm nhỉ. Mấy thằng Trung Đông lại đánh nhau, biết ngay mà mình bảo kiểu gì sớm muộn cũng đánh nhau, phải nhìn mặt đỏ rực thế. À, ám sát được một đơn vị quân của mình đấy. In time, two things always smell: fish and uninvited guests. Speak quickly then, before I lose interest and my. Không trở thành chư hầu quá nhỉ? Vậy thì chắc là mày sẽ bị ăn đòn rồi. Ready for orders. Look to the defenses. May quá, mình vẫn đang giữ hai cái hạm đội ở đây. À, nhưng mà lại chiến tranh với cái thằng này cơ. À chà, ăn đi. Nó có đâu nhiều quân nữa đâu, hết quân rồi này. Không có quân ở đây thôi. Gods of the afterlife, spare my up. I am sure you have many pleasanter. Your orders? Is that all? Còn thằng to nhất trên đảo anh này nữa. Còn thanh niên lớn nhất trên đảo anh này nữa. Ready for battle. Gần đây. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.